Cập nhật tin tức về dịch Covid-19 trên kênh YouTube FBNC. Bản tin trưa ngày 25 tháng 3 bao gồm những tin trong nước nổi bật. Thêm 9 ca nhiễm ghi nhận trong đêm 24 tháng 3. Gần 1.600 người bị cách ly vì bệnh nhân số 123. Hỗ trợ 35 công dân bị mắc kẹt tại sân bay Changi, Singapore. Vào đêm ngày hôm qua 24 tháng 3, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 11 ca nhiễm dịch COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở Việt Nam lên 134 người. Cụ thể, bệnh nhân 124 là nam quốc tịch Brazil, trú tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày bệnh nhân đi làm ở hai chi nhánh của công ty giày gia đình ở Đồng Nai và quận 2. Ngoài ra bệnh nhân còn hay lui tới một số nơi như quán ăn, quán cà phê trung tâm thương mại Vincom quận 2. Đáng chú ý trước khi phát bệnh, bệnh nhân không sử dụng khẩu trang. Vào ngày 14 tháng 3, bệnh nhân có đến quân Ba Buda ngày 22 tháng 3, bệnh nhân được chuyển cách ly tại quận 9 lấy mẫu xét nghiệm với tình trạng sức khỏe ổn, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Đến ngày 24 tháng 3, viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đã được chuyển cách ly theo dõi và điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Liên quan đến Quán Ba Buddha, thêm 3 bệnh nhân 125, 126 và 127 vừa được ghi nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 125, 126 có quốc tịch Nam Phi đã từng đến Quán Ba này vào ngày 14 tháng 3, sau khi nghe thông báo của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tìm kiếm người có liên quan đến Quán Ba Buddha, nơi đến của các bệnh nhân số 91, 97, 98. Ngày 22 tháng 3, bệnh nhân từ trung tâm y tế quận 7 khai báo và được cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại khu điều trị huyện Cần Giờ còn bệnh nhân 127 là nam quốc tịch Việt Nam 23 tuổi trú tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên phục vụ tại quán Ba Buddha quận 2 hiện bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện dã dạ chiến củ chi theo dõi và cách ly như vậy tính tại thời điểm hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm bệnh đều đã từng đến quán Ba Buddha Tiếp đến, bệnh nhân 128 và 129 đều là du học sinh tại Anh nhập cảnh về nội bài ngày 20 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, cả hai bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Hiện tại cả hai bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tiếp đến, bệnh nhân 130 và 131 cũng có liên quan đến nhau. Cả hai đều ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và đi du lịch Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về nội bài ngày 22 tháng 3 năm 2020. Cũng trên chuyến bay SU-290 cùng ngày, bệnh nhân 132 sống tại Hà Nội cũng được xác nhận nhiễm bệnh COVID-19. Sau khi nhập cảnh, cả ba bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, ba bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Tiếp đến là chuyến bay mang số hiệu SU-290 nhưng khác ngày. Bệnh nhân 134 là nam 10 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, đã từng đi du lịch nước ngoài nhập cảnh về nội bài ngày 18 tháng 3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Thanh Hóa và làm mẫu xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn. Cuối cùng là bệnh nhân 133 là nữ, 66 tuổi sống ở Lai Châu. Bệnh nhân có đến bệnh viện Bạch Mai để điều trị bệnh. Ngày 22 tháng 3 trên đường về nhà bệnh nhân có sốt. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Cả 9 bệnh nhân mới này đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, 25 tháng 3, chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận thêm. Như vậy Việt Nam có tổng cộng 134 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 17 ca đã xuất viện, 117 ca đang được điều trị tại nhiều tỉnh thành phố. Sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với Covid-19 là bệnh nhân 123 sống tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bến Tre đã cho tiến hành nhiều biện pháp khẩn cấp về y tế nhằm phòng chống dịch bệnh lây lan. Theo đó, bệnh nhân số 123 cùng mẹ và bạn trai của bệnh nhân đã được cách ly tại trung tâm y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cũng đã ban hành quyết định cách ly toàn bộ khu vực ấp Trở Lợi, nơi bệnh nhân đang cư trú. Được biết, ấp Trở Lợi có diện tích tự nhiên khoảng 700 hecta, gồm 480 hộ gia đình với 1.588 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 13 giờ ngày 23 tháng 3 đến 13 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2020. 35 công dân Việt Nam, phần lớn là học sinh sinh viên trên đường về nước đã quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore, đã bị bắt kẹt do hãng hàng không Singapore Airlines hủy chuyến không báo trước. Theo lịch trình, các công dân Việt Nam này sẽ gửi Singapore về Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay SQ178 sáng 23 tháng 3, tuy nhiên hãng hàng không singapore airlines đã thông báo hủy chuyến đề nghị hành khách tự lo liệu đại sứ quán việt nam tại đây đã ngay lập tức có công hàm đề nghị hãng hàng không singapore airlines có biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo quyền lợi của công dân việt nam đồng thời liên hệ với ban quản lý sân bay changi có biện pháp hỗ trợ các công dân việt nam trong thời gian chờ thu xếp chuyến bay mới Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đã liên lạc với các cơ quan chức năng tại Việt Nam để bố trí thu xếp việc tiếp nhận những công dân này. Tới 23 giờ đêm qua, Singapore Airlines đã cam kết sẽ bố trí cho 35 công dân Việt Nam về Hà Nội trên chuyến bay của hãng này vào sáng 24 tháng 3, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí ăn uống. Ngoài ra, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, tới thời điểm này không có người Việt nào tại Singapore bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Chính phủ Singapore đã ra thông báo từ 23 giờ 59 phút ngày 23 tháng 3 năm 2020, cấm nhập cảnh cũng như quá cảnh đối với tất cả các khách đến Singapore theo diện ngắn hạn. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có thông tin làm rõ chuyến bay của bệnh nhân 122 đi trên chuyến bay PG947 của hãng hàng không Bangkok Airways. Tuy nhiên khi cán bộ y tế khai thác thông tin từ bệnh nhân về chuyến bay mà bệnh nhân về nước, bệnh nhân đã trả lời chuyến bay của mình là TG947. Sau khi tìm hiểu thông tin, chuyến bay PG947 của hãng hàng không Bangkok Airways vào ngày 20 tháng 3 là chuyến bay gộp chuyến của ba hãng hàng không Thai Airways, Bangkok Airways và Vietnam Airlines. Chuyến bay của bệnh nhân hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 3 chính xác có số hiệu là PG947 của hãng hàng không Bangkok Airways, không phải chuyến bay có số hiệu là TG947 của hãng hàng không Thái Airways như thông tin bệnh nhân cung cấp ban đầu. Tỉnh Tuyên Quang vừa lập 5 chốt đo thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh. Tại chốt kiểm tra, các lực lượng chức năng sẽ trực 24 trên 24 giờ thực hiện tuyên truyền cách phòng chống COVID-19, đo thân nhiệt với tất cả các hành khách và thực hiện khai y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp phát hiện người có biểu hiện ho sốt sẽ chuyển về khu cách ly tạm thời để theo dõi diễn biến sức khỏe. Ngoài ra, các ngành chức năng tỉnh Tuyên Quang đã và đang phối hợp với các địa phương kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tụ tập đông người, nhất là đối với khách lưu trú đến từ vùng dịch, tăng cường công tác theo dõi, giám sát đối với những người được cách ly tập trung tại cơ sở y tế hoặc cách ly tại nhà. Chiều ngày 24 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp định kỳ. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ dự phòng cách ly khu cách ly y tế tập trung, đảm bảo cách ly cho khoảng 3.000 người. Hiện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 4 khu cách ly y tế tập trung chính thức. Việc khảo sát thêm các địa điểm để chọn làm khu cách ly nhằm hỗ trợ với thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải. Hai tuần tới là thời gian vàng để phòng chống dịch. Các địa phương đều đang nỗ lực hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.